tay chỏ được 2 tháng nay, tay cử động ra vô được, nhưng múc cơm đưa vào miệng thì không được. Bây giờ Thầy chỉ dạy cái cách sao để trị cho được cái triệu chứng này. Chà, cái này hồi mới té mà không có đi sửa trật là nay nó cứng cơ là hết khó trị rồi đó. Tôi nhớ cái bài thuốc bó, cái bài này lâu lắm rồi, mấy chục năm rồi, giờ không có chỉ, lâu lắm rồi không có chỉ bài thuốc bó trật xương. Cái ghề gặt nai quý vị biết không? Có số người biết, số người không kìa. Cây gặt nai, tôi nhớ cây gặt nai, cây cò điếu, biết không? Cây xương khô, ba cây đó bó trật hay lắm. Lâu quá rồi không có bó trật, thì cái này nên kiếm thầy bó trật. Nói về sửa xương thì quý vị liên hệ dùng cái số của cô Phật tử, là có một bạn sửa xương hay lắm, cô Minh Hòa. Cái số điện thoại là 0968 68 85 85. Cổ quen cái ông thầy bó xương á, thì xương cốt thì tôi hơi bị dở. Đối với dưỡng sinh của mình thì chỉ có là mình đâm cái củ gừng dắt nước cốt, rồi mình trộn phân nửa nước cốt gừng, phân nửa dầu mè, tức là làm cái dầu mè gừng á để xoa bóp, và ăn uống kỹ. Nhưng mà nếu mà trẹo gân thì mới thì nó dễ, còn để nó để tới mấy tháng này, 2 tháng này hơi cứng rồi đó, nên lo đi bó trật đi. Cái câu hỏi này, trẻ em mà ngủ bị nghẹt mũi ban đêm á, mình phải coi lại cái thức ăn của đứa bé. Do cái thức ăn của chúng ta mà cái khí của mình nó không có thông, cơ thể nó mình bị nghẹt. Đừng có cho ăn ngọt, uống béo, ăn béo, đừng có cho uống lạnh nữa. Còn cái nước bọt mà thường thì chúng ta ra bình thường đủ để nuốt, nhưng mà có người ngủ ra nhiều. Cái tình trạng này nó cũng không phải là một loại bệnh đâu, cơ thể nó cũng đang tốt chứ không phải là xấu. Vấn đề là cái ăn uống của chúng ta, nếu mà điều chỉnh ít uống nước lại một tí thì cái tình trạng này nó cũng sẽ điều tiết trở lại bình thường. Câu hỏi kế là, người đang làm việc có thể thả lỏng thân để thấy mọi việc diễn ra xung quanh không? Và như vậy gọi là công phu và nhìn thấy thân hay còn trong tâm tưởng tượng, hay phải biết thân này một lần, phải chết thân này một lần để có thể nhìn được bằng tuệ nhãn? Thật ra trong cái đời sống bình thường á, mà mình đang làm, mình thả thân là mình thả thì sao được ta? Công phu này tôi chưa biết rồi nha. Tại vì khi mà chúng ta thả lỏng là gần như toàn thân nó không có lực, đứng không được, cũng bị té tại chỗ luôn á, té mà té mềm lắm. Thử coi cái tự nhiên cái chân tay chúng ta nó sụm, nó rớt, nó giống như là cái khúc giải rồi đó. Chứ đâu sao làm việc nổi, gọi là thả lỏng toàn thân là gần như không còn có một cái lực gì á để chúng ta có thể giữ mình đứng. Thậm chí cái tay mình đưa ra là nó cũng phải tự rớt xuống à. Thì đó mới gọi là thả lỏng. Mà thả lỏng vậy là lúc ngồi hoặc là lúc nằm, chứ còn đang làm thì không thể thả lỏng kiểu này được. Còn rõ biết toàn thân thì không phải chết tâm thức đâu. Tại vì cái lúc mà mình đang làm việc thì mình chú tâm trong công việc để mình làm cho công việc mình nó được tốt. Nhưng mà buông công việc ra đó, trong lúc mà cái tâm chúng ta không có bận với cái việc đó, thì lúc đó là chúng ta vừa có cái sự ngưng công việc đó. Trong cái khoảng ngưng đó là mình không có làm cái gì, mình cũng không được để tâm dính vào công việc cũ. Và lúc này là lúc rỗng. Lúc ngưng tức là lúc cái tâm chúng ta nó không còn dính trong việc trước. Đó là cách chúng ta thấy nó rất là nhẹ, mà nó giống cái từ thế gian gọi là giờ nào việc đó, đúng không? Mình làm xong việc này rồi là mình dứt công việc này, là tâm mình không có dính vô nữa.
Và nếu mình chưa bắt qua công việc thứ hai thì cái khoảng rỗng đó, cái tâm chúng ta vẫn không dính kiểu nào. Cái người tu thiền tốt là phải có được cái này. Và khi nào chúng ta bắt vào công việc mới thì lúc đó mới biết ở công việc mới thôi. Chứ còn cái lúc nào chúng ta cũng sống ở cái khoảnh khắc hiện tiền. Thì trong khoảnh khắc hiện tiền đó là tai động dụng hoặc là chúng ta bận cái suy nghĩ về một việc gì đó, chú tâm vào cái việc gì đó thì chỉ là cái việc đó. Thì cái phút đây đó được quyền động từ thân tới tâm trong công việc đó thôi. Nhưng qua công việc mới thì là chuyện mới. Mình không có dính tới chuyện cũ. Và chuyện mới chưa tới thì mình cũng không có bận để suy nghĩ. Cái này không phải là cột tâm, nó khác với cái cột tâm rất là nhiều nha. Cái công phu mà để chúng ta cột tâm, chúng ta chú tâm vào công việc thì nó là một chuyện khác. Đằng này chúng ta rất là linh động, không phải là cột tâm. Mà con ví dụ như ví dụ trường hợp mình quét nhà đi nữa, thì cái chổi thứ nhất quét, rồi tới đây là chúng ta dừng, rồi chúng ta đưa lại, tới đây chúng ta dừng, chúng ta quét cái thứ hai, thì từ đầu tới cuối là chúng ta rất là rõ, xong rồi chúng ta dừng, rồi chúng ta đưa ngược lại thì chúng ta cũng thấy rất là rõ, rồi để chúng ta quét cái mới. Cái này là không phải là cột tâm đâu, nó không có phóng tâm, nhưng mà nó không phải là tập trung, mà nó rõ biết từng cái hành động nhỏ, thì cái đó nó cũng là một trong những trạng thái thiền của mình. Giống như mình đang nhai, thì mình nhai, lúc mà cái răng mình nó hở ra, lúc mà răng mình nó nghiến lại, nó nghiền cho tới khi chạm răng rồi nó vỡ từng hạt cơm trong đó, tất cả những cái đó mình đều biết rất rõ ràng. Và mình thấy rõ là cái nhai thứ hai nó sẽ nhiều nước hơn cái nhai thứ nhất, cái nhai thứ ba nó sẽ thơm hơn, nó ngọt hơn, nó có hương vị khác hơn, là từng cái nhai của mình là cái hương và cái vị nó sẽ rất là khác ở trong miệng của mình. Thì cái đó là mình cũng đang thiền. Mình không dính với cái cũ và không có tập trung vào cái mới, và cái mới diễn ra như thế nào mình đang rõ biết từng khoảnh khắc rất nhỏ nhiệm cho tới cái tâm của mình. Tâm của mình thì từng ý niệm dù lớn, dù nhỏ, dù thưa, dù dày gì đó, từng niệm là được chúng ta rõ biết. Và chỉ rõ biết thuần khiết như vậy thôi, không có thêm, không có bớt cái gì. Thì đó là một cái trạng thái mà được gọi là chúng ta đang thiền. Thì như vậy là thiền không phải là ngồi một chỗ, mà chúng ta có thể đi, đứng, nằm, ngồi. Ví dụ như chúng ta đang đi, thì vậy là chúng ta để cái chân chúng ta xuống, cái gì rớt chạm đất trước là chúng ta rõ biết chỗ đó chạm đất trước. Cho tới 1/4 cái bàn chân, cho tới nửa bàn chân, cho tới 3/4 bàn chân, cho tới hết bàn chân chạm đất chúng ta đều biết. Và trong lúc chạm nhẹ hoặc là nguyên cái chân nếu nó trụ vững để nó chịu nguyên cái lực toàn thân thì chúng ta cũng phải biết cái sự xúc chạm đó. Và tất cả những cái cơ xương từ cái cơ chân, từ cái bàn chân cho tới cái hết cái lòng bàn chân, cho tới cổ chân, cho tới bắp chân, cho tới đầu gối, cho tới cái đùi, tất cả cái lực nó gồng chịu để nó chịu lực toàn thân thì chúng ta biết. Biết để chúng ta biết. Rồi đó là cái chân thứ hai chạm rồi cái chân này nó nhẹ đi, nó nhẹ như thế nào, nó nhóm lên nó nhẹ như thế nào, cho tới hết lực của cái chân đó là chân kia nó chịu rằng sao chúng ta biết rất là rõ. Thì nhớ hồi xưa đọc giống như đọc thần chú. Hồi xưa hình như là học trong Trung Quán Luận là phải. Dở chân lên thì rõ biết cái chân đang dở. Rồi đưa cái chân tới là biết cái chân đưa tới. Chân hạ xuống là biết chân hạ xuống. Rồi chân chạm đất là biết chân chạm đất. Chân chạm đất từ đầu cho tới 1/4, 1/8, rồi 1/10 gì đó là biết rõ. Và lúc chân nó đang trụ biết rõ. Và cái chân chuẩn bị dở lên biết rõ, và dở chân lên biết rõ, mà nó đọc giống như đọc thần chú vậy đó. Nhưng mà sau tới hồi mình công phu á, thì mình thấy rõ ràng là ông tổ này ông dạy kỹ. Dạy kỹ thiệt là kỹ. Cho nên từng cái người rõ biết nó không phải rõ biết ở bên ngoài đâu. Ví dụ như bây giờ chúng ta đang ngồi vậy nè, thì mình lúc này mình không thấy thân mình nó vận động, đúng là mình nó bị cái sự che chắn lạ. Cái vận động của thân chúng ta á, mà khi mà chúng ta lắng vô trong thiền định chút nha, quý vị thấy máu mình nó chạy trong rành động mạch á, thì mình nghe cái vận tốc của máu nó đi nó lẹ hơn là qua cái tới cái chỗ cái tĩnh mạch. Ví dụ vậy đó,
tới cái khúc quanh nó sẽ chạy như thế nào, rồi tới qua tới cái mao mạch nó chạy ra làm sao, rồi thậm chí là quá trình co bóp trong bao tử của mình, bây giờ mình không thấy đâu. Nhưng mà trong thiền định mình sẽ thấy bao tử mà nó co bóp, nó nhào thức ăn như thế nào, rồi cái co bóp của cái trái tim mình nó ra làm sao, rồi co bóp của phổi mà như thế nào. Trong lúc mình sâu trong thiền định mình thấy ba cái này rất là rõ, bây giờ mình không thấy gì đâu, đúng không? Giờ không thấy hết, nhưng mà cơ thể nó đang làm gì á. Rồi thậm chí là nó có một cái tiếng ồn do cái dòng tuần hoàn nó đi, nó tạo thành một cái lực vận hành của cơ thể, nó có một tiếng động nó rõ ràng lắm. Đi sâu trong thiền định chúng ta thấy hết những cái điều này, những cái hoạt động của não bộ, những cái tín hiệu hoạt động của não bộ, hoặc là những cái nơ rong não bộ nó hoạt động như thế nào, nó phát tín hiệu ra làm sao. Đi sâu trong thiền định chúng ta cũng sẽ thấy nó rất là rõ. Thành ra khi mà chúng ta thiền định sâu á, thì cái gì xảy ra chúng ta rõ biết cái đó thật sự. Còn nếu mà chúng ta không có sâu á, mình nói mình rõ biết nhưng mà thật sự mình không biết, mình hoàn toàn không biết. Cho tới giờ phút này mà mọi cái vận hành của thân á, mọi cái vận hành của thân chúng ta đều thấy rõ, biết rõ là chúng ta đang công phu tốt. Một câu hỏi tiếp là khi nằm có được đọc các cái bài chú Đại Bi Tinh Tý Bát Nhã, rồi Ôm Mani Bát Mi Hùm, rồi và tụng chú Lăng Nghiêm, thôi nằm ngủ luôn rồi khỏi đọc nghe nhau. Chừng nào ngồi hết đọc. Mật ong và sâm củ chế biến thức ăn như thế nào? Sâm và mật ong chưng cái thủy ăn được không? Mật ong thuộc âm hay là dương? Người uống mật ong, người thì bị ói ra máu, người thì chảy máu mũi. Xin Thầy Quan Hỷ chỉ dạy. Chúng con thành kính tri ân đến Thầy. Thật ra thì từ xưa giờ ít có sử dụng cái món này. Nhưng mà biết cái bài, một số cái bài thuốc bổ là nếu như chúng ta có sâm, mà gần đây có cái vụ sâm Ngọc Linh đó. Chúng ta sắc sâm Ngọc Linh bỏ vô mật ong chúng ta ngâm. Thì dành cho những người kiệt sức uống cái này rất là tốt. Còn cái chuyện mật ong á, thì nếu tính về âm dương thì rõ ràng mật ong là âm. Nhưng mà mật ong nuôi thì nó lại không có tốt bằng cái mật ong hoang dã, mật ong tự nhiên. Và trong thành phần của mật ong á, thì theo sự phân chất thì những cái chất gì mà nó có trong gạo á, thì mật ong nó có. Nhưng mà nó nhỏ bằng 1/1000, 1%, có những chất bằng 1% ở trong gạo, có chất bằng 1/1000, có nghĩa là những cái chất gì mà ở trong gạo lúa có là mật ong nó có. Đây cũng là một cái điều hơi lạ lạ. Khi chúng tôi coi cái bảng phân chất mình thấy hơi bất ngờ. Thật ra mật ong mà càng hoang sơ chừng nào thì càng có giá trị chừng đó. Thì có một số mật ong mà nó hỗ trợ cho một cái số bệnh lý, giống như mật ong hiện tại mà chúng tôi có được cái nguồn mật ong Manuka mà 400 cộng đó. Cái chất methylioxat nó rất là cao. 400 cộng có nghĩa là 400mg trong 1kg. Mà chất này là một trong những chất mà kháng khuẩn rất là cao. Còn một số dưỡng chất khác nữa. Cho nên tất cả những cái viêm nhiễm này nọ kia là được trị hết rất là dễ dàng. Chỉ cần cái loại mật ong 250 cộng thôi á, là những người bị vi khuẩn HP á. Thì một ngày trước khi đi ngủ chúng ta ngậm muỗng cà phê, sau khi thức ngậm muỗng cà phê chừng khoảng 2 hũ là có khả năng hết vi khuẩn HP rồi. Còn 400 cộng là nó có khả năng hỗ trợ cho bệnh ung thư. Vì cái mật ong này nó hoang sơ ở cái đảo Tasmanian của Úc. Một năm chính phủ Úc chỉ cho ra đó được có 20 người trong một chuyến bay duy nhất thôi. Và ngoài ra là không ai được quyền xâm phạm tới cái đảo này. Nó có những cái cây mà
trong cái chương trình mà anh Thanh Bạch qua tới đó mà chụp hình quay phim cái cây nó có tới hàng triệu năm á. Nó quen đến cái mức độ mà cái cây vẫn còn tới hàng triệu năm rồi, chúng ta thấy là kinh khủng, cái đảo này đảo hoang thật sự. Thì những con ong mà được tới cái mùa hoa đó thì chính phủ chỉ cho những cái chuyên gia chuyên đi lấy mật ong, đem ong đi thả ở đó, rồi lấy cái phấn hoa ở đó mới ra cái mật ong Manuka này. Nó khác với New Zealand cũng Manuka, nhưng mà New Zealand thì trồng ở trong đất liền, thì ra đưa đi Đức đi phân chất, hoặc là một số nhà phân chất uy tín đó, thì họ thấy là cái mật ong ở đảo Tasmania này là nó có, phải dùng cái từ là có 102 cái chất methylglycerat rất là cao. Nó không có giống như các loại mật ong khác thì nó sẽ có cái tác dụng trị bệnh. Còn cái người mà uống mật ong mà nghe nó bị ói ra máu này thì không biết là mật ong gì, coi chừng đó là mật ong nuôi. Có những cái mùa có phấn hoa thì họ nuôi phấn hoa, không có thì họ quậy nước đường họ nuôi. Hoặc là những cái vùng mà những cái cây trái mà người ta mới xịt thuốc, ra hoa người ta xịt thuốc thì con ong tới đó lấy mật. Thì có lẽ là bị độc này. Chứ còn mật ong mà uống để ói ra máu, đó là một trường hợp. Một trường hợp thứ hai là nó uống nhầm những cái chất kỵ thì nó mới bị, chứ còn bình thường thì mật ong không có đến đổi mà uống cái là ói ra máu liền á. Phải xét lại cái nguồn mật ong từ đâu mới được. Cái người mà khi ngủ mà hả miệng là chúng ta có vấn đề về khí quản, về phổi, nó không có thông cho nên mới hả miệng thở. Chứ còn người bình thường là họ thở bằng mũi chứ không thở bằng miệng. Thường những người có vấn đề từ phổi thì luôn luôn là thở bằng miệng trong lúc ngủ. Có một cái bệnh amidan mà cái người không có trị bệnh theo phương pháp dưỡng sinh thì trị như thế nào? Cái này như tôi đã có nói bài này trước lâu rồi. Amidan là cái gì? Cái đã trước định, trước tiên là mình phải xác định amidan là cái ổ kháng thể của mình. Nó là cái trạm gác đầu tiên. Tất cả những cái khuẩn độc xâm nhập vô là ảnh bắt đầu nó xuất hiện ra để ảnh hơn thua. Mà người bị amidan sưng có nghĩa là gì? Là gì? Vi khuẩn xâm nhập nhiều thì mình phụ nó để cho nó diệt khuẩn, chứ tự nhiên cắt nó luôn thì chơi dại dễ sợ. Nhiều lần tôi nói vụ amidan rồi đó, tôi nói người nào mà cắt amidan là người đó đã giết cái hàng lính canh của mình và dễ bị viêm nhiễm, dễ bị cảm, dễ bị bệnh sau này. Cái dùng quê là cái bồ hóng, biết không? Cái dán nhện nó bám 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 nhà, cái mình nấu cái nó có khói đen đen đen, bồ hóng á, bồ hóng đen đó đó. Đi ra dùng quê phải xin được cái đó, hốt cho một nhúm gì đó. Rồi chúng ta lấy cái tỏi á, tỏi ăn, tỏi sống á, mình đâm dọc cái miếng tỏi sống nó ra. Tay nam là để tay trái, nữ để tay phải nha. Ngay cái ngón cái kéo vô chỗ này nó nhịp nhịp nè, chỗ này à, chỗ nhịp nhịp này nè, thì nguyên cái đoạn nhịp nhịp rồi đó. Chúng ta để bồ hóng vô trong để thôi nó cháy da nha, lót cái lớp bồ hóng ở trong rồi mới để tỏi lên trên lấy giải quấn lại đúng 24 tiếng đồng hồ, gỡ ra là trị hết cái bệnh amidan. Nó còn cái cây nữa tôi quên tên tiêu rồi. Cái cây nó mọc dài dài lộ cái lá tròn tròn giống như cái lá cái cây cơm nguội, quý vị biết không? Cái cây cơm nguội thì cái thân nó xanh, cái lá nó xanh, còn cái cây đó thì lá giống như cây cơm nguội nhưng mà thân nó màu tím. Cái tái nó chính nó cũng tím, tự nhiên tôi quên tên rồi. Nhìn cây thì biết nhưng mà tự nhiên quên rồi. Thì cây đó người nam cũng đâm 7 đợt, người nữ đâm 9 đợt, uống vừa đắp là nó hết. Hết amidan rất là hay. Cái bài sám phát nguyện trước giờ ngồi thiền tụng kinh gì là chúng ta cũng có thể đọc được ha, không có phân biệt thiền tịnh gì hết trơn, ai làm cũng có cái kết quả tốt. Mà thiền ra mồ hôi mà bị lạnh này hơi bị nghịch âm dương nữa. Đáng lý là chúng ta nóng chúng ta mới ra mồ hôi, nhưng mà thực sự lúc ngồi thiền ra mồ hôi là tốt. Cái điều là chúng ta phải nếu mà bị lạnh á thì cố gắng là chúng ta phải
hớp hơi đi, hớp hơi, tức là lấy hơi bằng miệng á, mình thở ra bằng mũi, thì nó lần nó sẽ ấm lại. Chừng khoảng 10 hơi vậy thôi chứ đừng có làm nhiều. Nhưng mà cố gắng là phải, một người ngồi thiền là người trở lại một trạng thái tư thế là cân bằng nhất. Thì ít ra là cái khí thở chúng ta phải cân bằng. Cho nên là chúng ta phải hít cho tới cái chỗ cuối cùng của cái hơi thở phía, cho nó đầy cái bụng ở dưới, nó căng phồng ra. Thở ra nó xẹp cái bụng, nó thoát lên. Vì vậy là quý vị sẽ thường là trong cơ thể mà chúng ta ngồi thiền bị lạnh đó, là cái người chúng ta âm khí nó còn nhiều. Tại ra cố gắng mà chúng ta thở là phải thoát mạnh cái bụng lên. Và lúc đầu chúng tôi nghĩ là sẽ bị ho á. Thường mấy người bị cảm mà tôi chỉ nghĩ chỉ ăn cái bài thuốc cảm, họ thở họ hay ho và ho là tốt. Và từ đó sau nó hết lạnh luôn. Một là thứ nhất là chúng ta ngậm rồi thở ra bằng mũi khoảng 10 hơi, mười mấy hơi đó thì nó cũng hết. Hớp cho nó mạnh đàng hoàng á. Bắt đầu mới thở ra bằng mũi từ từ. Thở ra càng chậm và càng sạch thì càng dễ để thoát được cái tà khí, cái khí lạnh ra ngoài. Cái người ngủ mà gặp mắt nó mở, không có nhóm khích. Người này phải xem xét lại là rõ ràng là người này ăn thức âm, ăn rất âm nhiều, ăn đồ ngọt, uống nước lạnh nhiều. Vì ngưng đồ ngọt, ngưng nước lạnh thời gian dài cái chứng này nó mới hết được á. Tại vì theo quy tắc là lạnh này giữa gì, âm là nó nở, trương nở ra. Mắt mà khiếp là không được, hoặc lỗ chân lông nó trương nở tới mức độ rụng tóc. Những người bị rụng tóc nhiều là cái lỗ chân lông chúng ta trương nở ra không giữ được chân tóc. Tại ra nếu chúng ta ăn dương lại thì tóc chúng ta nó sẽ không rụng. Và ăn dương lại thì cái việc ngủ nó cũng sẽ nhắm mắt trở lại bình thường. Cái người nào mà bệnh viêm mũi thì nó không phải là nó nằm ở mũi đâu. Nhưng mà cái việc xúc nước 2.5 nó tuyệt vời. Tức là nếu mà ai có nước máy căng gen đó là sử dụng nước 2.5 để một là mình khò để sạch khoang họng của mình. Nhưng mà đầu tiên là phải xúc nước 11.5 trước. Rồi sau đó chúng ta sẽ sử dụng nước 2.5. Thì vừa khò và vừa dùng, chúng ta có thể dùng cái đồ chúng ta bơm cũng được. Cái bơm ở phần mũi này, bơm bên cái chúng ta bệnh thì chúng ta hỉ ra, xong rồi chúng ta bơm bên đây. Thì xúc thường xuyên với cái người bị nhẹ thì có thể hết, bị mãn tính lâu năm thì phải có kèm theo cái chuyện ăn uống kỹ nữa, chứ còn ỷ y cái việc xúc không thì nó không có tốt. Nên trong cái lúc này nè, trong lúc này là lúc mà cần xúc á. Lúc này mà chúng ta đi ra ngoài đường á, đi về thì cần nên lấy nước 11.5 xúc. Rửa bằng 11.5 xong ha, xong rồi chúng ta rửa bằng 2.5 là an toàn tuyệt đối luôn á. Vậy là đi đâu về là chúng ta nên rửa, đi tiếp xúc với cái chỗ đông người, đi chỗ lạ, đi ngoài trời về chúng ta rửa là xong. Bây giờ bị bệnh viêm họng, không bao giờ bị bệnh viêm mũi nữa. Có một bà cụ này 71 tuổi mắc cái bệnh gọi là thoát dương. Cứ ngồi lâu hoặc làm việc thì mồ hôi đổ ra rất là nhiều, sau đó cảm thấy lạnh toàn thân. Nằm xuống thì mồ hôi sẽ bớt hơn, cơ thể hay bị cảm lạnh. Người bị cảm là người như thế nào? Trước mắt là người âm mới cảm, chứ còn dương không bao giờ cảm. Cho nên cái chuyện mà cái này nó cũng liên quan tới cái vụ mà ngừa dịch cúm corona đó. Chúng ta giữ đừng bị cảm là không bao giờ bị... Thì nãy mình nói là cảm mà trong vòng 4 năm trở lên mà chưa từng bị cảm lần nào thì người đó là thấy tự tin đối với dịch cúm trong cái mùa này, không có sợ. Mà 10 năm không cảm thì quá tuyệt đối, tuyệt vời rồi. Thật ra cái người nào mà hay bị cảm lạnh là biết người đó rất là âm. Mà tiên sinh nói là sao? Trong 10 năm mà các bạn bị cảm một lần có nghĩa là gì? Có nghĩa là các bạn là người có cái thể trạng rất là suy đồi. Thể trạng chúng ta đã bị bạc nhược rồi, tiên sinh dùng cái từ như vậy, thì mới bị cảm. Thì như vậy là người này sao? Muốn nhanh chóng hết cái này, thứ nhất là phải uống cái trà bình minh mỗi buổi sáng. Trà bình minh, có nhiều người hỏi uống trà bình minh, uống giấc trưa được không thầy? Tôi hỏi hiểu làm sao hai chữ bình minh nữa.
Ta đã nói bình minh có nghĩa là sáng sớm, lúc bụng đói mà cứ nhắn tin trưa con uống một lần, chiều uống một lần trà bình minh được không thầy? Tôi nói trà bình minh là uống buổi sáng. Đã nói bình minh là phải sáng sớm uống. Mà về trà bình minh nó hay lắm nha, có mấy người bị suyễn á, bị suyễn lâu năm cũng hết, uống trà bình minh trong khoảng 120 ngày mỗi sáng đều đặn cũng hết bệnh suyễn nữa. Cái bài này rất là hay, nhưng mà uống được 120 ngày liên tục rồi từ đó sao khó có bệnh cảm lắm. Dứt cái gốc cảm luôn, không bao giờ có. Tức là mấy người mà nắng không ưa, mưa không chịu, ghét gió, kỵ mùa sương, hở hở rồi bị cảm, bị lạnh, bị cúm thì uống trà bình minh. Cho nên cái bài trước nói về dịch cúm corona là tôi khuyên mỗi người mỗi sáng nên uống ly trà này để làm sạch cơ thể, làm dương hóa cơ thể, rất là hay. Những người già lớn tuổi mà ăn không tiêu, không có thèm ăn thì mỗi sáng mới uống cái bài này thì một thời gian ăn ngon, ngủ ngon. Và nó rất là tốt cho đường ruột, bao tử, thanh quản, thực quản luôn nữa. Thành ra là cái bài trà bình minh là rất là cần cho những cái trường hợp mà hở hở cảm này thì nên uống. Còn nếu trường hợp cảm thì phải nhịn đói hoàn toàn. Uống bài thuốc cảm bài số 7 trang 44 trong quyển sổ tài á. Và uống nóng trùm mền, hít thở, hít sâu, thở sạch cho ra mồ hôi. Phải giải quyết cảm trong vòng 1 tới 2 ngày cho nó xong, nhất là trong giai đoạn này. Có ăn cục u trong cổ, ăn số 7, ăn liệu trình đặc biệt 6 ngày rồi các bệnh khác tất cả đều bớt, còn cái cục u vú thì chưa bớt. Thì nếu mà ăn tới 10 ngày không có nước tương, từ ngày thứ 10 trở lên ăn có nước tương mà tiếp tục nhai kỹ và uống ít nước cho tới 1 tháng thì cái vú này bảo đảm sẽ tiêu. Cái người Phật tử mới là không biết đi vào đạo bằng cách nào. Bây giờ trước mắt là nên nghe cái bài kinh thập thiện của tôi giảng trước đó đi. Ngày bài hai bài có thể nghe ban đầu khai tâm mình được là bài kinh thập thiện, bài Bát Đại Nhân Giác, và bắt đầu làm quen với mấy bài khác thêm ở trong cái trang web ở chùa Long Hương .org đó. Còn mấy ngày nữa là ra mắt lại cái trang web chùa Long Hương .org, rất là khác với trang web cũ, cái giao diện và tất cả nội dung trong đó đều khác. Thì quý vị có thể vào trực tiếp cái trang đó để nghe, bắt đầu từ sáng khai trương là 8 giờ sáng ngày 1 tháng 3 lúc 8 giờ. Thì quý vị sẽ vào trang web chùa Long Hương .org, chùa Long Hương .org đó thì có đầy đủ tất cả những nội dung bài giảng trong đó. Cái trong thời gian mà ăn bột sắn á, có thể uống thêm thuốc sắc hoặc là uống mật ong được không? Uống được nhưng phải cách nhau 1 tiếng đồng hồ. Quý vị uống thuốc gì đi nữa mà uống bột sắn vô nó giải hết á. Hồi trước tôi không có dặn kỹ, có một số người bị suy thận, uống mấy cái bài thuốc bổ của tôi không kết quả gì trơn á. Cái tôi hỏi là uống thuốc bổ rồi là ngủ liền hay là làm gì? Nó thầy dặn con là trước khi đi ngủ uống bột sắn. Tôi hỏi là uống thuốc bổ cách bột sắn bao lâu? Nó uống chừng 15 phút con uống bột sắn, tôi nói rồi vậy là xong rồi. Tức là bột sắn có thể hóa giải hết tất cả những cái tác dụng tốt cũng như tác dụng xấu của thuốc luôn. Nó giải độc và nó giải luôn thuốc. Cho nên nếu muốn uống thuốc sắc thì phải cách bột sắn từ 1 tiếng đồng hồ trở lên thì thuốc mới có tác dụng và bột sắn cũng có tác dụng của nó. Cái người mà ngủ bị nghiến răng, người này là có dấu hiệu của bệnh đau bao tử, nên xem xét và ăn uống kỹ lại để cho bao tử nó tốt. Nghiến răng, tại tôi có lần tôi nằm gần người nghiến răng rồi. Đầu hôm thì không sợ lắm nha. Nhưng mà nửa đêm mình nghe nghiến răng ớn ớn, nghiến là ghê lắm. Ban đêm mà nằm mà nghe nghiến răng thiệt là khó. Nghe nó nổi da gà mình lên rồi chứ không bây giờ. Và rõ ràng tôi nói là phải đi kiểm tra bao tử, không nghe một thời gian nghe nói bệnh bao tử cũng hơi nặng. Đã bắt đầu có dấu hiệu đau bao tử rồi thì mới bị nghiến răng nhiều. Cái tiết ca thì khi mà chúng ta nếu mà mở ra nó bị xì hơi, có nghĩa là nó có dấu hiệu thôi. Dấu hiệu là khi nào nó chua thì chúng ta cũng xào lại ăn được, không sao hết. Nhưng mà nếu như chúng ta đã dở cái hũ ra mà thấy có hơi á, thì mình bỏ hết tiết ca vô chảo, mình xào lại khoảng cho nó sôi khoảng 10 phút. Nếu có xì bọt, vớt bọt nữa là sau đó chúng ta bỏ vô cái keo thủy tinh để dành ăn được.
mùa nóng quá thì chúng ta có thể bỏ vào tủ mát. Mỗi lần ngồi hành thiền là hai lòng bàn tay nóng và rát. Nếu con ngồi một tiếng thì hai nóng một tiếng, nếu con ngồi 30 phút thì tay nóng 30 phút. Mà hiện tượng này đã xảy ra 4 năm tháng rồi, vậy hiện tượng này là như thế nào? Hai cơ thể con có vấn đề gì không? Khi mà như vậy chúng ta nên để, nhớ nên để giáp mối hai đầu ngón tay chạm nhau, đừng có cho nó bung ra. Nghe không? Thì cái điện âm, điện dương nó sẽ lưu thông. Cái thứ hai là chúng ta cố gắng, chúng ta ngồi, chúng ta phải giữ được cái cột sống phải thẳng đứng và vuông góc với mặt đất. Cái thứ ba là phải giữ được cái hít thở một cách rất là đúng, tức là đầu tiên là chúng ta phải tập lấy cái hơi đi theo tâm của mình, hít qua mũi xuống yết hầu tới chân thủy tới rốn tới quan nguyên khí hải cho qua hội âm, dừng. Chúng ta thở ra thì cho nó qua cái trường cường phía sau đường cột sống đi ngược lên, lên tới bách hội thoát ra. Thì như vậy chúng ta tưởng như vậy để dẫn khí thông lưu theo cái dòng mạch nhâm đốc của chúng ta khoảng 10 hơi như vậy. Dùng cái tâm chúng ta để dẫn khí đi thì khí nó lưu thông thì nó không phát nhiệt ra lòng bàn tay, lòng bàn chân. Cái này là do khí chúng ta không thông, là một là tư thế ngồi chúng ta không đúng, hai là cái hơi thở của chúng ta nó không có đúng nữa. Cái thứ ba là phải thường xuyên lúc nào cũng phải tỉnh giác toàn thân và rõ biết cái thân mình nó ở trong trạng thái đúng nhất, tức là thẳng vuông góc mặt đất, nó không có gồng dai, nó không có nghiêng, không có ngửa, không có ưỡn, không có cúi và không có cong lưng. Thì tất cả những cái mà như hôm rồi buổi ngồi thiền tôi nói là nếu cơ thể chúng ta mà nó ngồi mà nó thông á thì biết mình đang ngồi đúng. Nhưng mà ngồi không thông, chúng ta hít mà không qua bụng có nghĩa là chúng ta hoặc là chúng ta cong rồi, hoặc là người chúng ta nó có một cái tư thế nào đó nó không có đúng thì hơi thở nó sẽ không thông, không dài và không nhẹ. Nên biết như vậy thì chúng ta gắng kéo thẳng cột sống mình lên, mình lắc lắc nhẹ người một cái để mình thả lỏng toàn thân đó lại. Toàn thân của mình nó mềm mại nhưng nó mới thẳng và vuông góc với mặt đất. Thở phải đảm bảo qua bụng dưới. Tất cả những cái đó chúng ta làm đúng thì mọi chuyện nó sẽ ổn. Chứ cái khí mà nó ra lòng bàn tay thì nó không phải là tốt. Điều đó chứng tỏ rằng cái khí trong cơ thể chúng ta nó không thông. Đúng là mất quân bình âm dương rồi, nửa thân bên này nóng hơn nửa thân bên kia. Đó, khi mọi người quân bình rồi là khí huyết và cái nhiệt cơ thể chúng ta nó sẽ cân bằng. Nếu mà nửa người ở phần trên á, mà lạnh á, nửa người ở phần dưới mà nóng á, là nó thuận âm dương. Nhưng mà nửa trên nóng mà nửa dưới lạnh là nghịch âm dương. Còn nửa bên phải nóng mà nửa bên trái lạnh, tức là gì? Nó không cân bằng âm dương. Âm dương nó không có cân bằng. Thì cái này là một là chúng ta phải vừa tập ngồi, tập giữ thẳng cột sống để chúng ta hít thở sâu qua bụng là một. Cái thứ hai tập vận động á. Có một bài khí công cũng đơn giản lắm. Tức là chúng ta đứng thẳng người ha. Cái chúng ta nhón cái chân lên, hai cái tay đưa lên. Thì chúng ta hít lên, chúng ta để xuống, thì chúng ta thở ra, thì cái chân hạ xuống. Cái này cần chút tôi biểu diễn nha. Vài tập khí công này là nó sẽ làm cho cái khí của cơ thể bắt đầu nó cân bằng trở lại á. Bài này cũng hay lắm, nhưng mà tại tôi ăn dưỡng sinh tôi không có chịu tập thôi. Ăn dưỡng sinh cân bằng rồi không cần tập thì khí nó cũng cân bằng. Còn mấy người mà ăn không cân bằng là phải chịu khó tập. Người phụ nữ mà gần tới ngày hành kinh đau nhất tùm lum. Coi lại cái mình ăn đồ ong kiểu gì. Và những người bị đau bụng á, thì cũng có quá khứ ăn đồ ong hoặc uống nước lạnh nhiều quá. Bây giờ là chúng ta phải bỏ những cái đồ ong, những cái gì ngọt, những cái gì lạnh là không nên ăn nữa. Và nên ăn một giai đoạn dưỡng sinh. Tốt nhất là nên ăn gạo lứt với muối mè, uống nước đậu đỏ gạo lứt rang một thời gian, ít lắm là 2 tháng thì triệu chứng này nó sẽ hết. Có bầu 3 tháng đi siêu âm thì buồn trứng của u nang. Cái này nên tới gặp tôi ngày thứ 7 thôi nha.
Nên đăng ký vào cái số điện thoại 0906 258 258. Đang mang thai mà uống trà Bình Minh có được không? Trà Bình Minh thì nãy nói rồi đó, trà Bình Minh uống buổi tối trước khi ngủ được không? Buổi tối trước khi ngủ uống một sáng dây không thôi thì được, nhưng mà lượng bột sắn dây nhiều quá nó cũng sẽ bị dư ói. Cái người phụ nữ mà khoảng tháng thứ 7, thứ 8 trở lên đó mà người ta khám người ta thiếu ói đó, thì chúng ta sẽ uống bột sắn dây thêm một lần buổi sáng, còn không là chỉ uống lần buổi tối thôi. Uống lần buổi sáng mà chúng ta đi khám trở lại mà nó đủ ói rồi thì mình cũng phải dừng cái buổi sáng uống lần buổi tối, chứ không được uống nhiều bột sắn dây. Rồi uống trà Bình Minh buổi tối uống sắn dây thì nó bị dư bột sắn dây cũng không tốt. Nhưng mà có thai rồi thì uống trà Bình Minh không có bị ảnh hưởng gì. Nhưng mà đã uống buổi sáng trà Bình Minh rồi thì buổi tối không được uống, coi chừng nó bị dư chất ói. Dư ói có khả năng bị sanh non. Thiếu ói thì cái thai nó bị ngọt thì cũng khó xử. Ngồi thiền khi nạp năng lượng thì người con giống như ai bơm hơi vào người, càng lúc càng căng nghe phòng và người nhẹ đi. Dầu nhẹ rỗng không còn gì trong đầu, dù con nghĩ là con niệm cái bài nguyện vẫn bị ngắt khúc. Thật ra không có cái gì mà bơm để cho mình có thể căng giống như một bóng phình ra, cái này là cái tưởng của mình thêm. Đương nhiên là chúng ta cảm giác cái năng lượng nó vào, nhưng mà thực sự là nó sẽ đi hết khắp cơ thể, làm cơ thể chúng ta không thông rồi chúng ta nghe rỗng nghe nhạ, đúng rồi đó. Nhưng mà cái người mà gọi là căng phòng ra là kèm theo cái tưởng chứ không có căng đâu. Không có năng lượng nào vô thổi mình, cái da mình không có đến đổi mà nó khích như cái phân tử của bong bóng mà khí nó không thoát ra. Lỗ chân lông chúng ta nó to lắm, và năng lượng nó cũng không phải là khí để làm cho cơ thể chúng ta bị phòng. Nhưng mà nó đi vào tới đâu thì cơ thể nó được thông và nhẹ rỗng tới đó là trúng đó. Chứ còn bị thổi phòng ra giống như là bị bong bóng thổi vì chuẩn bị nổ là không đúng. Xin sư phụ chỉ dạy là lúc con uống sắn dây trùm chăn ngồi thiền, trên đỉnh đầu nó chạy như một nguồn gió mạnh vào sâu trong, con thấy rất rõ ràng, và mồ hôi vẫn chảy ra như tắm. Con ngồi đến lúc xả thiền thì mồ hôi khô lại, thì có ảnh hưởng gì đến lúc mồ hôi khô hay không? Thật ra cái mồ hôi của mình á, mà nó ra nó tự khô là, mà nhất là trong lúc chúng ta đang ngồi thiền là tốt đó, chứ không có xấu. Đừng có nghĩ là như bình thường mình làm việc ở ngoài á mà ra mồ hôi mình lao á thì tốt, không phải sao, tại vì rất khó chịu thôi. Chứ khi mà cái cơ thể của chúng ta mà nó tiết mồ hôi ra, và nếu mà chúng ta tự xoa bằng tay của mình để cho nó khô á, thì cái da mình thời gian nó mịn, nó đẹp lắm. Đừng có dùng bằng vải, đừng có dùng bằng khăn nha. Mà mình phải sử dụng bằng cái da của mình luôn, mình thoa lại, mình thoa nó mạnh để cho nó ma sát trở lại ha. Thì cái da mình thời gian nó sẽ rất là đẹp. Còn cái người mà ngồi thiền mà ra mồ hôi rồi, trong suốt thời ngồi thiền đó mà mình đừng có bị gió, tức là nếu mà chúng ta không có bị gió từ bên ngoài thổi mạnh vào cơ thể mà mồ hôi nó ra và nó tự rút khô thì không có vấn đề. Chỉ trừ trường hợp mình ra mồ hôi rồi mình bị gió ngoài nó thổi liền á thì sẽ không tốt. Cho nên kinh nghiệm là khi chúng ta ngồi mà chúng ta quấn khăn chúng ta ngồi á, mà trong lúc chúng ta xả thiền thì cũng nên nới lỏng khăn từ từ chứ đừng có lột dục liền á. Đầu tiên chúng ta sẽ mở cái phần phía trước ngực mình ra, xong rồi mở dần dần tới cái vai để cho nó trao đổi với cái khí ngoài, nó đừng có bị ồ ạt á. Tại vì nãy giờ mình đang rất là nóng, bây giờ mình mở ra một cái ồ thì tất cả các nơi đều bị hút khí lạnh vào thì nó sẽ không tốt. Rồi phải mở khăn ra gì từ từ chậm để cơ thể chúng ta nó trao đổi một cách điều hòa với khí bên ngoài. Và ngồi thiền không đổ mồ hôi thì sao? Một là ở cái vùng lạnh quá không đủ sức đổ mồ hôi. Hai là chúng ta không có đủ cái dương khí. Chứ còn ngồi thiền lúc nào cũng đổ mồ hôi là tốt, không có xấu. Chinh thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con những cái chuẩn bị
trang bị những gì để dự trữ trong nhà trong thời cuộc này để lỡ phòng mai chúng con bị nhiễm corona, những sản phẩm nào trong thực dưỡng có thể hỗ trợ điều trị corona, enzyme có hỗ trợ được hay không. Cái thứ nhất là chuẩn bị gạo là tốt nhất. Cái món thứ hai là nước tương. Nước tương, muối mè, mè cũng được, mè. Chứ gạo nè, mè nè, nước tương. Cũng đừng có nhiều, mua đủ xài thôi. Tại vì nó chuyển qua mấy tuần là nó hết hả. Rồi bột sắn dây, bông dây, gì, chanh muối với lại trà. Cái trà tử lộc của mình hoặc là trà băng cha đó. Để mình uống mỗi sáng là làm trà bình minh uống. Còn bị cảm thì mới xài vài thuốc cảm đó. Đủ rồi, gạo, nước tương, trà ba năm, bột sắn dây, chanh muối lâu năm. Vậy là được á. Bình thường á, như sáng mình nói là quý vị sẽ một là ăn số 7, hai là ăn một món thôi ha. Còn cái enzyme mà nó rất là hay. Tức là thường chúng ta bị bệnh á, là chúng ta có bị thiếu hụt enzyme ở một cái cơ quan nào đó. Tại enzyme nó là cái chất xúc tác của tất cả các phản ứng hóa học trong cơ thể của mình. Ví dụ như mình ăn cơm, mình cũng có dịch vị mà dịch vị mình nhai nó ít, thì cái chất xúc tác của, nếu mà không có đủ enzyme thì chúng ta chỉ hấp thu được khoảng 70% hoặc là 60%, có khi 50% cái dinh dưỡng của thực phẩm thôi. Nhưng có enzyme vào, nó tạo cái chất xúc tác, nó làm cho chúng ta hấp thu tới 100% dinh dưỡng. Và cũng có một cái chỗ khác, họ dí dỏm cái enzyme giống như gì, giống như điện vậy đó. Enzyme chỗ nào thiếu thì cái quạt đó nó không có điện, đèn đó nó không có cháy. Cho nên nạp enzyme cứ gọi là giống như nạp điện cho cơ thể, là làm cho tất cả cơ quan nội tạng nó được đầy đủ điện để nó hoạt động. Nên những cái trường hợp mà chúng ta bị giống như thiếu hụt kháng thể, chúng ta uống enzyme là một trong những cách hỗ trợ tăng kháng thể rất là nhanh. Tức là mình nên bán enzyme cái loại gói vuông vuông đó. Cái gói tròn là cái rau củ. Thay vì mình phải ăn một dĩa rau thì mình uống gói tròn đó là đủ. Cho nên nếu mà một ngày mà một người không có bệnh á, thì uống hai lần, mỗi lần gói tròn gói vuông. Mà sức khỏe chúng ta yếu một chút, chúng ta tăng lên hai gói vuông, một gói tròn. Trường hợp mà đi cầu không được thì uống hai gói tròn thì sẽ đi cầu tốt. Còn trường hợp đi cầu nhiều thì uống một gói tròn thôi. Cái enzyme chúng ta có bán ở dưới cửa hàng á. Cái gạo quan trọng là gạo sạch. Trong giai đoạn này tôi xin bà con đừng có ăn gạo tùm lum nữa. Tại vì cơ thể mình nó chống chọi với cái đó mệt lắm. Cái gạo bị nhiễm bẩn hóa học, phân hóa học thuốc trừ sâu, cơ thể mình nó cực khổ khi mà nó phải đào thải cái loại này ra. Thì mình mất đi năng lượng rồi. Nên ăn gạo sạch để mà bảo toàn cái năng lượng của mình trong giai đoạn này là tốt nhất. Cái bột dinh dưỡng cao cấp của Uy Nguyên được làm chủ yếu từ cám. Không phải là cám cũng một phần thôi chứ không có chủ yếu rồi đó nha. Vậy chúng con không ăn cơm mà chỉ thường ăn bột này được không? Em bé mới bắt đầu ăn dặm có thể ăn bột này được không? Không có cái gì qua cơm, tại vì mình cần nhai mà. Nên người lớn mà không nhai là gãy như thiêu thua. Thì chỉ trừ trường hợp là không có khả năng nhai nghiền, những người bệnh thì uống bột, nhưng mà cũng phải ngậm dùm đi trước khi nuốt. Bột cũng nên ngậm. Lúc này là bột của nó bắt đầu nó ngon. Tôi xài cái máy mịn nano rồi bột dinh dưỡng này rất là ngon. Calorie nó rất là cao, quý vị thấy trong cái bảng mà 391, tức là trong 100 gram nó tới 391 kg calorie, thì trong 1 kg nó tới 3910 kg calorie, là kinh khủng lắm, không có cái bột nào dinh dưỡng cao như vậy. Cho nên những người già không còn khả năng nhai nghiền ăn cái này là tuyệt vời, nhưng cũng phải dặn người già là ngậm. Chúng ta ngậm để dùng cái nước bọt của mình cho nó tiêu hóa, chứ thực phẩm mà đưa vô mà không có nước bọt nó không có chịu tiêu. Nên nhớ như vậy. Còn những em bé bắt đầu ăn dặm sau 6 tháng thì mấy lần mà tôi nhắn tin cũng hơi sốc lắm, tại thấy tin nhắn nó hơi khó chịu. Thầy ơi, con ăn dặm chay sinh tố con rây cho nó ăn được không? Tôi nói con của con thì con nhai cho nó ăn, còn con của máy thì cứ chay cho nó ăn.
mà con của mình bỏ vô máy sai. Thực sự cái máy nó biết làm sao, tại vì cái mỗi một cái một phút nó tới mấy chục ngàn cái rờ tua lận, nó sẽ bị gọi là biến đổi cái năng lượng đi. Và hơn nữa là con nít nó nhai không có được, bú á, là tại sao mà nó bú nó tiêu mà cho ăn không nó không tiêu. Nhiều bà mẹ không biết điều này, bú là khi mình ăn là mình đã hấp thu dinh dưỡng, đã qua quá trình chắt lọc rồi. Và cơ thể mình nó chắt lọc mà cái hệ thống của cái ngực của bà mẹ gần như là nó đã chỉnh chu hết tất cả mọi cái đứa bé đưa vô nó hấp thu liền. Còn bây giờ thức ăn thứ nhất là nó không có răng nhai, và thứ hai là nó không biết nhai. Mà chúng ta sai bằng máy là kể như hại con của mình. Mà thường quý vị để ý ra nha, mấy đứa bé mà nó chậm mọc răng là do mấy bà mẹ cứ sai cho nó ăn, ngộ không? Còn nếu mấy bà mẹ mà nhai mà đúc á, bắt đầu ăn dặm là phải nhai. Nhai thì đứa bé sẽ rất là khỏe, tiêu hóa rất là tốt. Mà thường là 6 tháng trở lên là tôi khuyên là mọi người cho ăn dặm. Mà ăn dặm là mẹ phải nhai ít lắm, phải 15 phút trở lên mới được mớm cho con. Đặng chi rồi nó vẫn còn đó là hai cái đường, một là đường ngực của mình, tức là cũng là nhựa sống của mình. Thứ hai mình nhai cũng là nhựa sống của mình. Mà đứa con được truyền bằng cái nhựa sống này nè, cái tình người sau này nó lớn lên đó, nó hay lắm. Còn bây giờ mình vô tình bỏ cái máy mình sai, thì không biết nó có tình cảm với cái máy hơn rồi tình cảm với mẹ nữa. Cái máy giúp nó nhiều hơn mẹ nữa. Nó lớn lên khiến nó khô khan tình cảm. Rồi những đứa bé mà chúng ta không có, phải nói là không có ấp ủ trong cái tình thương từ nhỏ cho tới lớn á, thì chúng ta dạy nó một bài học khô khan tình cảm từ nhỏ. Cho nên là đứa bé được ấp ủ trong tình thương, được nuôi lớn trong cái tình thương một cách thực sự, để nó lớn lên trong cái tình người rất là sâu sắc. Đây là một bài học sâu lắm. Một cái hành động mà ông bà già xưa mình dạy mình, những cái bài học mà thời nay thì không biết sao họ bỏ qua hết trơn à. Mình không phải là mình thủ cụ nghinh tăng gì hết trơn á, nhưng mà mình nên có những cái rất là hay á, thì chúng ta nên gìn giữ. Nhất là cái cách mà nuôi con người á, chúng ta phải học kỹ cái cách của ông bà đi. Từ hồi đó tôi thấy cũng lớn lớn tuổi rồi, hồi nhỏ thì mình không biết mình được nhai mớm hay không, đúng không? Nhưng mà tới hồi mình biết mình 5-7 tuổi, mình thấy cái bà mẹ nhai mớm cho con, mình thấy mình gớm. Tại đó mình ngu, mình không biết. Tới sau này, tới hồi mình học kỹ rồi thì tôi thấy mấy bà mẹ nhai con thế được, tôi muốn quỳ tôi lại nữa cho tôi không biết gớm. Chính những bà mẹ đó đó mới thực sự là thương con của mình. Và đó là những bài học đầu đời cho những cái con người được sanh ra trong cõi đời này, họ lớn lên họ được tốt. Cho nên là sau 6 tháng khi ăn dặm là phải sau 6 tháng nha. Từ đầu cho tới khi mà 6 tháng đầu tiên là tuyệt đối phải bú sữa mẹ. Trường hợp mà bà mẹ không có sữa thì sao? Thì phải, nếu mà sử dụng bên dưỡng sinh chúng tôi thì có cái sữa chai đó. Sữa chai quý vị hâm rồi xong rồi á, quý vị phải ngậm trong miệng của mình giùm tương gái. Ngậm trong miệng của mình rồi mới nhả vô chai sữa mới cho con bú. Nó phải làm cái cách gì để cho nó hấp thu được cái nhựa sống của bà mẹ mới được. Cho tới khi ăn dặm được mà nó tự có thể mớm cho nó nuốt thì lúc đó chúng ta nhai thì tuyệt vời, tới 6 tháng. Cái trong sổ dưỡng sinh đó thì chúng tôi có nguyên cái bài cháo bổ dưỡng là có gạo lứt, rồi có hạnh nhân, rồi có ốc chó, rồi có hạt kê, rồi có hạt sen. Nhưng mà có những trường hợp chỉ cho ăn không gạo lứt với hạt kê thôi. Vì lý do là có một số bệnh u bú á, mà chất béo nó sẽ không tốt. Thật ra là có những bệnh ung thư hoặc là những bệnh mà có bú thì thường là chúng ta thứ nhất là cho ăn cơm với nước tương mà không có cho ăn muối mè luôn. Và trong bài cháo thì chỉ cho ăn cháo với hạt kê thôi. Hạt kê cái protein nó rất là cao nha, nhưng mà nó tốt cho thần kinh ghê lắm. Cho nên là nếu mà ăn được hạt kê mà nhai kỹ thì não bộ sẽ rất là tốt. Thành ra là khi mà chúng ta nấu cơm, ai bình thường giờ cũng vậy, nấu cơm gạo cái chúng ta bỏ thêm một nắm hạt kê vô. Thì hạt kê nó dương còn hơn gạo lứt nữa, tại nó nhỏ, nó tròn, nó cứng, rồi ra nó dương hơn rất là nhiều.
và ăn cái đó bắt buộc chúng ta phải nhai, và càng nhai nhiều chừng nào thì não bộ càng tốt chừng đó. Cái Huệ Đà Cài Gai Leo giải độc và Phan Tả Diệp cũng giải độc gan, vậy nên chọn cái nào? Nếu bệnh nặng chúng ta phối hợp, thường đó là mấy bệnh mà ví dụ như chúng ta gặp bệnh ung thư gan hoặc là bệnh sơ gan á. Nói lại mấy cái liều trị sơ gan thường là chúng ta gặp ít, không có đủ thời gian để giải thích. Sơ gan bụng to rồi, bụng to rồi. Có nhiều người tới tôi thở ẹ ạch, thở không nổi rồi, da vàng hết rồi. Thì bây giờ phải cấp tốc giải quyết cái bụng xẹp cái đã. Thì bắt buộc là phải uống Phan Tả Diệp nó mới sổ nhanh. À, trong tờ giấy tôi ghi số 1, số 2, số 3. Số 1 là gì? Uống Phan Tả Diệp. Số 2 là uống sắn dây. Số 3 là uống Cà Gai Leo, cái Huệ Đà này. Thì thường những cái bệnh sơ gan nếu mà không có điều kiện tới với tôi mà nghe cái này thì quý vị bắt đầu thực hiện nha. Đầu tiên là chúng ta sẽ uống cái Phan Tả Diệp coi như 2 tuần lễ, 2 tuần cho tới 3 tuần đầu tiên là quên đi hết cái chuyện ăn uống gì đi. Xem như 3 tuần này mình uống sắn dây, 3 tuần uống sắn dây. Nhưng trong đó là 1 ngày uống sắn dây và có 1 ngày uống Phan Tả Diệp. Thì đầu tiên là chúng ta uống Phan Tả Diệp để cho đi cầu từ 4 lần cho tới 5 lần. Xong rồi là chúng ta sẽ uống sắn dây khi nghe đói bụng. Và sau 1 tiếng đồng hồ chúng ta sẽ uống cái loại Cà Gai Leo giải độc gan Huệ Đà đó đó. Thì nếu chúng ta đang bị sơ gan hoặc là bệnh mà gan nặng thì nên uống một ngày 3 lần, một lần từ 3 cho tới 4 gói. Thì vậy là uống từ 9 gói tới 12 gói khi mà một người đang bị sơ gan á. Đây là cái liều nó phải tăng lên gấp đôi, chứ bình thường tôi uống có 8 gói thôi. Một ngày sau thì chúng ta chỉ uống sắn dây thôi. Tức là Phan Tả Diệp thì ngày uống ngày nghỉ, nhưng mà sắn dây với Cà Gai Leo giải độc gan thì phải uống liên tục, không có ngày nào ngừng. Tại vì sổ thì có khi chúng ta bị mệt, có những người nặng quá thì họ sổ liên tục mỗi ngày chịu không nổi, cho nên tôi cho sổ một ngày và ngưng một ngày. Thì vậy là một ngày ngưng thì mình cũng khi đói thì mình được uống bột sắn dây, một tiếng đồng hồ sau thì uống Cà Gai Leo, tới hồi đói uống bột sắn dây lần thứ hai, một tiếng đồng hồ sau thì uống Cà Gai Leo, và tới tối uống lần sắn dây nữa, tức là ngày đêm cũng nhiều nhất là 3 lần sắn dây. Như vậy là cái cách khuấy bài 5 trang 43 trong quyển sổ tay đó. Rồi xong ngày hôm sau chúng ta lại uống Phan Tả Diệp trước sáng sớm để cho tiêu chảy khoảng 4-5 lần. Xong rồi đói bụng là uống sắn dây. Rồi sau 1 tiếng đồng hồ là uống Cà Gai Leo. Rồi đói bụng uống sắn dây, sau 1 tiếng đồng hồ uống Cà Gai Leo. Và trước khi đi ngủ uống sắn dây đi ngủ. Đến khi nào mà cái bụng nó xẹp nghe đói, tức là bụng xẹp và đi phân không còn nhớt, không còn xanh nữa, bắt đầu đi phân vàng. Đi phân ra màu vàng rồi á, thì mới ngưng uống Phan Tả Diệp và tiếp tục uống Cà Gai Leo theo cái liệu trình ăn số 7. Bắt đầu chúng ta vô số 7 chúng ta ăn thì nó sẽ có hỗ trợ thêm cái bài thuốc trị gan nữa. Ví dụ bị ung thư gan hoặc là sơ gan thì có bài thuốc gan nữa. Thì vậy là ăn cơm mới được sắc thuốc uống. Còn giai đoạn đầu khoảng 1 tuần tới 2 tuần đầu, 3 tuần đầu là chúng ta phải làm cho nó sạch cơ thể, nó lọc sạch những cái độc là xẹp bụng đi phân vàng rồi thì mới ăn cơm. Ăn cơm thì cũng phải ăn rất là kỹ, ăn số 7 và sẽ nhai kỹ lại. Trà Bình Minh gồm có trà văn cha, nước cốt gừng, nước tương tamari, chanh muối và sắn dây. Con có thể dùng trà ô long của Tuệ Hải được không? Không, trà văn cha nó khác, trà ô long nó khác. Trà ô long là uống thưởng thức thôi, chứ còn lơ vô bài thuốc nó kỳ lắm. Trà ô long nó ngon, cái kiểu của nó rảnh rang rồi ngồi nhịp nhịp giờ rồi uống bình trà thì được. Còn cái này uống trà Bình Minh có tính cách là nó giống như nó trị bệnh rồi. Nhưng mà cái tác dụng của cái lá trà mà trà túi lọc mình ở trà Suối Vàng á, là lá trà già ở trên thân cây lâu năm, nó dương hơn và nó sẽ có tác dụng tốt cho cái việc mà để trị bệnh hơn là cái trà ô long. Và trà ô long là uống chơi thôi chứ không có uống theo cái bài trà Bình Minh được. Uống tương tỏi cũng được, nhưng mà nếu trường hợp người nào mà có liên quan tới tim mạch, có liên quan tới thần kinh tọa, có bị cholesterol cao thì nên uống
bài trà bình minh với tương tỏi, còn không thì uống với tương tamari. Có khả năng đó là chúng ta, nếu mà nói tới nước tương thì chúng ta có thể khò rồi chúng ta nuốt. Một là khò trực tiếp, một tương muỗng cà phê là không mặn đâu. Mà mình khò thì nó có nước bọt nhiều một chút nữa cho tới hết mặn mình nuốt từ từ. Rồi mình ngủ là gần như là an toàn tuyệt đối luôn á. Không có cái gì có thể hơn, hơn nước muối, nước tương hơn nước muối. Nước muối chỉ trừ là nước muối Himalaya. Muối Himalaya nó cũng quá dương đi. Thì mình pha loãng cái nước muối đó để mình súc miệng rồi nó thì nó cũng việc diệt khuẩn hơn là cái muối ăn bình thường. Bị cái núi răng tuột, trước hết là phải đi cạo nha chu cái đó, để làm sạch nha chu thì núi răng nó sẽ từ từ nó lên trở lại. Thì mình ngậm bột đen ti, ngậm nước tương tamari hoặc là ngậm mật ong, tất cả những cái ngậm nó đều có thể tốt cho chân răng hết. Nhưng mà nếu mà quý vị có được cái nước kiềm á thì nên súc miệng bằng nước 11.5, xong rồi chúng ta ngậm nước 2.5, thời gian nấu răng nó sẽ trở lại bình thường. Nhưng phải cạo nha chu nha, không cạo nha chu là nó không có chạy lên đâu á, phải đi nha sĩ trước cái đã. Xin từ bi chỉ giúp, nhà mới xây xong nên làm gì để những người trong nhà biết tu đúng chánh pháp, chịu ăn theo dưỡng sinh, dụ hoài mà không ai chịu theo hết á. Bây giờ đó là mình phải ăn sao mình mùa dịch này mà mình không có bị gì, ai bị mình tỉnh queo thì mình mới thuyết phục được. Đây là mình nói sớm đó, chứ còn đáng lý là mình không nói gì hết, mình cứ ăn cho đúng theo dưỡng sinh vậy đó. Dịch ai bị mình không bị. Hồi xưa giờ cũng trải qua nhiều cái mùa cảm cúm này nọ kia, nhưng mà người ăn dưỡng sinh tỉnh bơ. Nhiều Phật tử ở các nơi họ cũng ở trong cái vùng bị cúm, không phải là dịch nữa, nhưng bị cảm cúm này nọ kia trong mùa dịch cúm đó, thì họ không bị. Hỏi lại mấy người dưỡng sinh là cũng trải qua nhiều cơn dịch mà nó không có nặng như bây giờ. Nhưng mà chung quanh bị ho, bị cảm, bị lạnh, bị đủ thứ mà. Mấy đứa bé dưỡng sinh nó chạy nhong nhong ngoài đường nó chơi, nó qua ở nhà mấy người bị cúm nữa mà nó cũng không có lây. Thật ra là mình đã ăn được dưỡng sinh rồi thì mình phải ăn cho nó ngon lành. Xảy ra chuyện mà mình không bị gì hết thì mình đủ sức thuyết phục người ta. Chứ còn bây giờ nói trước thì nói nhiều khi người ta cũng không tin. Người ăn dưỡng sinh mà tới bữa nay là bị gì, suy nhược cơ thể nè, thiếu máu nè, mệt tim nè, đường ruột kém nè. Hiện nay ăn số 5, số 6 ăn re, nay còn 31kg, đói là con rung lẫy bẫy, nhanh đói, rồi ăn thức ăn âm là không nạp được vào cơ thể. Con hiện nay không biết ăn sao cho phù hợp. Cái người này phải leo lên đây nằm nè, kiếm rồi cá đói đánh 30 hèo nói chuyện. Đa phần những người ăn dưỡng sinh đều bị một cái bệnh gì, phải không? Càng dương càng tốt. Nhưng mà dương thái quá, thì dương thái quá, cái trường hợp là dương thái quá là ăn nhiều muối hoặc là nhiều nước tương quá, khiến cho cơ thể nó khô đét, khô hơn tôm khô nữa. Và cái dấu hiệu đầu tiên là người bị mặn thì sao? Bị hại thận và hại tim. Cho nên bị mệt tim. Và chúng ta nghe dấu hiệu đi tiểu gấp cho tới đau mỏi lưng và chân không còn có cái lực, bị lạnh chân đủ thứ. Tưởng là ngon lành nhưng mà thực sự là đã bị lố muối rồi. Thì bây giờ cắt. Đầu tiên là còn phân nửa cái lượng mặn đang ăn, giảm phân nửa lượng mặn đang ăn và giảm nước phân nửa lại. Lần đầu có 3 ngày sau mà nếu không cải thiện tốt hơn á thì chúng ta sẽ giảm phân nửa của cái lượng phân nửa, tức là chỉ còn 1/4 so với bây giờ cái lượng mặn đó thôi. Thì chúng ta sẽ khỏe trở lại. Khỏe trở lại thì cái chính của cái dưỡng sinh là gì? Đây là cái mà tất cả những người theo phương pháp dưỡng sinh là nên biết, là phương pháp dưỡng sinh là cái phương pháp ăn uống cân bằng. Cái mấu chốt là cân bằng, chứ không phải là dương hoặc là âm. Chúng ta chỉ dương quá cơ thể trong trường hợp để xử lý một cái chuyện gì đó. Ví dụ như là chúng ta bị nợ ngân hàng nhiều quá rồi, không có tiền trả,
hay là những chuyện thực tế là chơi hụi bị giật tiêu rồi gì đó, đại khái là nó ảnh hưởng tới tinh tế, nó ảnh hưởng tới tình cảm, nó ảnh hưởng tới sự nghiệp, vân vân. Thì chúng ta cần dương hóa trong một đoạn, thì bằng cách là ăn thuần cơm lứt muối mè, kéo dài từ 3 cho tới 4 tháng tới 120 ngày, uống nước thật ít, thì càng dương chừng nào càng mau khôi phục lại cái sự nghiệp chừng đó. Và sau khi khôi phục rồi thì mình cũng không phải là bắt đầu ăn ổ, nhưng mà chúng ta phải bắt đầu ăn cân bằng trở lại. Cho nên là một đoạn dài nhất là 4 tháng số 7 nghiêm khắc là dài nhất. Nhưng sau đó rồi thì ăn, ví dụ như ăn mấy loại hạt thì chúng ta bắt đầu ăn cháo. Ăn cháo để có nước lên. Rồi chúng ta ăn cái món dương là ăn theo tách ca, để vừa dương quá nhưng mà vừa bắt đầu nó có nước, thêm chút để cái người của mình nó cảm giác nó không bị thiếu, không bị hụt nước, cơ thể nó sẽ cân bằng. Hoặc là chúng ta ăn thêm một món đồ ăn, nhưng vẫn phải giữ là cái mức độ là đi cầu đúng giờ và buổi sáng phân khoảng một gang tay của mình. Đi tiểu người nữ một ngày không quá 3 lần, người nam một ngày không quá 4 lần, ví dụ vậy, thì đó là cái cơ thể đang cân bằng. Thì khi cơ thể cân bằng rồi á, thì chúng ta muốn mà mập lên tí thì chúng ta hơi tăng nhẹ nhẹ cái lượng nước, tức là có thể ăn nhiều cháo lên chút. Cháo thì cũng trong mấy loại hạt thì nó cũng đang dương, thì gọi là ăn số 7 mở rộng, số 7 mở rộng tăng lên nếu chúng ta chưa hết bệnh. Chứ còn ăn mà đến cái độ mà khô đét như vậy mà còn yếu, mất lực tùm lum nữa là hơi bị kẹt rồi. Hồi hết rồi ta, chiều nay ít câu hỏi ha. Thì vậy là mình nghỉ sớm ha, sao? Hết câu hỏi rồi. Chúng ta vẫn sinh hoạt rất là bình thường của mỗi tuần, tức là vì lúc này cái chính vẫn là giảng trực tuyến online. Cho nên nếu những cái trường hợp quý Phật tử ở xa, chúng ta không có điều kiện đi, thì chúng ta ở nhà cũng có thể nghe được buổi giảng hàng tuần ở đây. Chủ nhật nào chúng tôi cũng giảng. Thì cái chương trình để mà dạy cho tăng ni tại chỗ thì vẫn tiếp tục. Mà theo cái khuyến cáo chung của nhà nước thì nơi kia thì không có tập trung đông người. Và tôi thì cũng không có ý tập trung ai đông. Chỉ trừ trường hợp là những người mà quý vị á, thực sự là quý vị phải xác định là mình chưa có từng tiếp xúc với người bệnh. Và phương tiện mà từ cái chỗ quý vị đi tới đây á, thì cái người mà chúng ta đi chung, chúng ta cũng phải xác định rõ ràng là người này chưa từng tiếp xúc với người bệnh. Nếu đi xa chung thì chúng ta phải xác định được điều này. Để chúng ta không bị lây nhiễm với những người chung quanh của mình trong một chuyến xe đi nghe Pháp. Tại vì nếu là người mà đã tiếp xúc với người bệnh thì khả năng họ cũng có thể truyền mình đi chung một chuyến xe. Cho nên việc di chuyển của quý vị là phải đảm bảo an toàn từ nhà tới chùa. Phải đảm bảo an toàn được cái này thì quý vị hả tới. Còn quý vị mà không đảm bảo thì đừng có đi. Cái này phải nói trước á. Tại quý vị có thể tổ chức xe 5-70 chỗ ngồi mà đi tới đây thì không biết 50 người này phải là, nếu chúng ta là Phật tử, chúng ta phải nên khai báo thành thật là tôi có tiếp xúc với cái người nước ngoài mà có bệnh, hoặc là người thân, hoặc là bà con tôi có bệnh, thì nên khai báo với cái người đứng ra tổ chức một cách rất rõ ràng. Thì không có nghe được ở tại chùa, quý vị ở nhà nghe cũng được, nhưng mà nên, chúng ta đã có tiếp xúc với người bệnh thì đừng bao giờ đi tới cộng đồng giùm. Này là cách mà mình cũng có thể là cái thật thà nó sẽ giúp được mình và giúp được thân bằng quyến thuộc, giúp được bà con của mình. Chỉ sợ là quý vị không dám khai báo là một điều rất là kẹt. Nếu quý vị mà khai báo đàng hoàng chính xác về cái sinh hoạt, cái tiếp xúc của mình á, thì chúng ta mới có thể gìn giữ được cái sức khỏe của mình và cộng đồng. Quý vị nên biết cái điều này. Thành ra là cố gắng là trong cái sinh hoạt hàng ngày cũng như trong cái giao tiếp thì quý vị chịu khó là chúng ta nên khai báo một cách rất là thành thật. Nếu mà chúng ta có cái dấu hiệu gì ảnh hưởng tới cái gì đó, cổ của mình có cảm giác là tự nhiên cái cổ mình nó khô, nó nóng rát,
và cái sức lực của chúng ta cảm giác là giống như mình bị mất lực, mất sức, yếu đi. Tức là lúc đó nó chưa có ho đâu, nó chưa có dấu hiệu gì. Và như hôm trước chúng tôi dặn là sao? Mỗi sáng là chúng ta nên hít ha. Và nín chừng 30 giây. Nín 30 giây ai cũng nín được. Nếu mà chúng ta không bị sặc ho là biết mình cũng còn ngon lành. Thường nó tới ngày thứ bị nhiễm tới ngày thứ tư, thứ năm trở lên á là nó bắt đầu ảnh hưởng tới phổi rồi. Quý vị hít là không nín được đâu. Cho nên là hít vào mà khoảng trong vòng 10 tới 15 giây mà mình bị ho thì coi chừng là cái phổi đó có vấn đề. Thì một là mình phải tự tìm cách cách ly mình ở gia đình, và mình làm cái bài thuốc cảm như tôi nói là quý vị phải uống. Và hôm trước có nói nếu mà có đã tới bị ho là phải uống cái bài thuốc dồi ấy nha. Thuốc dồi ở đây chúng ta biết hết chưa ta? Đâm sai sinh tố cũng được, 250 gram. Rồi đổ một muỗng mật ong. Được mật ong Maruka là tuyệt vời. Còn không là phải mật ong thiên nhiên, đừng có phải là mật ong nuôi mới có tác dụng. Từ 7 giờ tối cho tới 9 giờ phơi sương cái đã. Phơi sương xong thì quý vị chuẩn bị lên giường nằm hả uống. Tại vì có những người, một cái người mà tôi đang theo dõi điều trị ở Đắk Lắk, bữa nay là kết quả rồi đó. Tức là hôm trước gần như uống hôn mê, chụp hình trắng phổi hết rồi. Tuần nay uống thấy khỏe rồi, đi đứng được à. Phơi từ 7 giờ tới 9 giờ. Uống xong rồi quý vị nằm thả lỏng luôn để cho nó ngấm. Thả lỏng là tốt nhất. Và ngủ luôn rồi không có được ngồi dậy. Nếu bệnh nhân mà không đi nổi, những bệnh nhân bị phổi nặng không đi nổi mà ho ghê gớm rồi đó, thì chúng ta cũng làm cái này cho uống tăng lên khoảng 300 gram cũng được. Một muỗng mật ong phơi sương 2 tiếng sau khi sinh ra tối, sau khi 2 tiếng là cho uống. Mỗi tối như vậy đều đặn. Thì trong giai đoạn mà những người đó bị nhiễm mà ảnh hưởng tới phổi là nên bắt đầu phải dùng tới cái thuốc dồi tía. Còn không có thì thôi, chỉ giải quyết thuốc cảm thôi. Nhưng có câu hỏi cách sờ thờ xá lợi Phật, tôi cũng chưa biết là quý vị có xá lợi thiệt hay là không thiệt nữa. Nhưng mà thường là chúng ta nên để ở cái bàn thờ Phật của mình đó. Ở cái tháp xá lợi để trên bàn thờ Phật. Thì chúng ta đốt nhang lễ lại Phật thì chúng ta lễ lại xá lợi luôn. Vì thường là ví dụ như mình đảnh lễ Đức Phật rồi thì mình hướng về đảnh lễ kim thân xá lợi Phật. Ví dụ như mình nhất tâm đảnh lễ kim thân xá lợi Phật ba đời mười phương khắp pháp giới hay gì đó, mình lại số một lại. Ví dụ như đó. Thì có xá lợi thì nên để cái chỗ trang trọng trên bàn thờ, giống như là để luôn trên bàn thờ Phật chứ không phải giống gì hết trơn. Cái chỗ nào thờ trang trọng nhất thì chúng ta nên để. Rồi thôi chắc chúng ta nghỉ ha. Hôm nay là chúng ta nghỉ sớm một tí. Vì chấp tay hồi hướng cho ta nghĩ. Chúng sanh vô biên thời nguyện độ phiền não vô tận
Rồi cái gì nghĩ?